Đang tháo cái bô nè, nhưng mà bây giờ sẽ tháo cái on ra trước để cái cổ lại, rồi đề máy lên cho anh em nghe MT03 mà chạy không lon nó như thế nào. Chơi lớn luôn. Rồi, tình nghĩa sớm làng mất từ đây luôn. Đối diện nhà thấy không? Hay đối diện nhà không? Đó, đối diện nhà thấy không? Có cái bác đó là rất là ghét bên này. Bên này mỗi lần mà xúc động cơ là... Hậu quả của sáng nay cán vô cái đinh. Chán bỏ mẹ. Dắt từ thuốc trên kia dắt ra tới đây là khoảng cây mấy hai cây. Bây giờ may mắn là gặp được chỗ này. Thấy chơi mô tô khổ chưa? Phải tìm đúng cái chỗ mà nó có mấy cái máy này mới lấy cái bánh xe ra được. Mà ở đây phải có cái con đội này. Có con đội thả vô mới nâng cái xe lên được chứ cái xe này đâu có giống đứng đâu. Đây một lỗ giá lụi. Hai lỗ trời ơi. Đó cái lớp Michelin này nó ăn đinh ghê lắm. Đây thủ phạm. Để lấy thủ phạm lên cho coi. Đó, thủ phạm là một cái miếng dao cắt, dao giấy. Giờ mình sẽ mài bỏ luôn hai cái giá lụi đó luôn. Rồi mình giá ép lại ba lỗ đó luôn để cho nó chắc. Để tuần sau thì định là đi Đà Lạt chơi. Mình phải làm cho kỹ. Lát nữa thì mình về shop mình sẽ thay cái bô này. Đang để ở shop một cây Subroder mà hàng real, nguyên cây full system luôn. Thì lát nữa về shop thải nó vô. Này là ống Samco nè. Bữa thay ống Samco nè. Rồi, giờ ráp vô. Giờ mới khó nè. Tháo bánh ra thì dễ chứ giờ ráp vô hơi khó. Quá wow. Hay quá. Rồi bây giờ xong. Trương sáng này trời ơi. Nó bụng chết. Hên sao đẩy có một hai cây à. Đẩy bộ chứ sao giờ sợ chạy nó cong cái mâm. Hết 120, 3 lỗ. 120, 3 lỗ là mỗi lỗ 40 cũng được. Bây giờ chạy về shop. Tại vì hôm qua mới mua cây bô Subroder hàng real. Full system luôn, có luôn cái cổ từ đầu tới đuôi luôn. Dễ thương trời. Hôm qua bị phỏng nè. Hôm qua thay nhớt xe cho một bạn R15 qua shop mình thay nhớt. Thì mở cái con ốc nhớt á, cái tay này nó quất vô trong cái cây bô. Mà cái cổ bô nó nóng cực kỳ luôn, đụng vô một tích tắc thôi là nó anh em đừng nghĩ mình mở shop ra làm chủ là sướng đâu, cũng phải làm chứ không phải không ngồi không chỉ tay năm ngón đâu. Sao anh ăn sáng chưa? Chưa, anh chưa ăn sáng. Chưa ăn sáng là... anh cũng chưa ăn sáng. Lột xuống anh lột. bóp đột gì rồi đây cho anh em coi cái bô 6x7 ở chỗ này hơi chạy tí
Chỗ này hơi chạy nhưng mà mình có tem bô nè, tem quá trời luôn. Giờ lấy cái tem này ụp vô là xong. Không, vừa y. Có tem Two Brother vàng luôn nè. Nhưng mà cái này Black System. Á lộn, Black Series. Thành ra là lấy cái này dán lên, đó. Y chang. Có bô Yoshimura luôn. Ụp lên này bị chúng chửi chết luôn. Bô này dán tem kia. Rồi cái cổ nè. Trời, ra đây. Này là cái chỗ gắn cảm biến oxy. Rồi chỗ này thì sẽ chia làm hai. Ồ, cái bô này là cái bô leo vin nha anh em. Nhưng mà mình dán cái tem này lên. Nhìn cũng hợp xe. Cũng đẹp. Ai qua đây cũng hỏi hãng bô gì mà lạ quá vậy. Thanh niên này thì để con hẹt ngoài đây sao. Thanh niên kia chạy té. Mất nguyên miếng carbon đây luôn. Đây, hậu quả đây. Đó, thanh niên này. Không, mày, chạy mày, xéo xìu. Lấy người cầm điếc, lấy người cầm điếc. Quay cho chúng chửi. Cây bô chạy chưa được 2 tuần á. Đang tháo cây bô nè. Nhưng mà bây giờ sẽ tháo cái con ra trước. Để cái cổ lại. Rồi đề máy lên cho anh em nghe MT03 mà chạy không lon nó như thế nào. Chơi lớn luôn. Rồi, tình nghĩa sớm làng mất từ đây luôn. Đối diện nhà thấy không? Hay đối diện nhà không? Đó, đối diện nhà thấy không? Có cái bác đó là rất là ghét bên này. Bên này mỗi lần mà xúc động cơ là... Ba mẹ của mấy cái đồn nít bất dạy. Cha mẹ mà đẻ ra rồi không có dạy. Ủa ba mất của ông nội mày sao mày chọc tao? Tao giận cổ mày chết mẹ hết trơn bây giờ đó nè. Bây giờ sẽ cho nghe thử MT03. Đóng cửa lại không thôi bị công an bắt. Nhãn hiệu không? Chạy. Rồi giờ nổ máy nha. Gắn lên mẹ. Hiện tại đang có bán áo mết nha, nhớ mua nha, bắt tích xếp mình. Mai mới mua. Bế. Tăng bế. Rồi. Rất đậu. Rồi. Hạ xuống, cho gì đó kìa. Rồi. Rồi. Xe luôn anh. Xe luôn. Xe nó hả? Rảnh thì làm xe khách trước đi. Rồi xong rồi anh em, có bô cũ nè. Có bô cũ hay ghê không? Còn cổ bô mới thì nó sẽ luôn tồn luôn, nó không có bầu nha. Đó, luôn tồn luôn không có bầu. Thank you.
Two Brother. Hợp nha anh em, không hề có một tí hợp là luôn, đúng là full system nó canh hết rồi. Cái cổ vô nó nhỏ hơn cổ vô zin chút xíu để cho cái lon vô nó thoáng ra. Nghe wifi nghe ghê vãi. Nổ backfire kiểu này người sao người ta tưởng, người đi đường người ta tưởng đó là ai nổ súng má. Anh em nhớ qua shop AMV để ủng hộ cho AMV shop nha. Tại AMV shop thì tụi mình có bán nhớt, hầu hết các loại nhớt có trên thị trường hiện tại và toàn là nhớt tuyển thôi, cho nên là anh em cứ yên tâm ha, qua bên mình thì mình sẽ tư vấn nhớt cho, với lại là mình cũng là đại lý phân phối của đèn led tool trợ sáng. Anh em có thể truy cập vào cái đường link shopamv.com để xem và mua hàng trên đó ha, hoặc là qua 274/24 Bùi Đình Túy, phường 12 quận Bình Thạnh để xem trực tiếp hàng hóa và mua hàng trực tiếp, đỡ phí ship cho anh em hơn. Mình quay về shop đây. Tạm biệt anh em. Nhớ bấm subscribe, đăng ký kênh nha. Bye bye, bye bye.